Ok, hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của chú Ba Bựa, hay còn gọi là chú Ba Quần Bông và chú Công Quần Què. Bữa nay chú Công hết mặc quần què, chú Ba cũng hết mặc quần bông rồi, chứ nãy chú Ba mặc quần trắng này. Thì bữa nay mình sẽ làm một cái thí nghiệm nho nhỏ, cái ý tưởng này là của chú Công các bạn. Thì chú Công nói đi, ý tưởng của chú Công nói đi. Thôi chú Công nín luôn đi. Tào lao đấy mẹ. Thì bữa nay mình sẽ thử mình luộc tất cả các loại trái cây mà bình thường là các bạn ăn sống đúng không, nhưng mà bữa nay mình thử luộc nó lên thử ăn cái mùi vị nó ra làm sao. Thì ở đây mình có mua khoảng là 1 2 3 4 5 6 7 8 8 loại, 9 loại trái cây, 10 loại ha. Hồi sáng mình đi siêu thị mình có mua rất là nhiều loại trái cây các bạn. Thứ nhất là bơm nè các bạn, bơm ha, cái này là nhãn, thanh long, trái này là trái mãng cầu xiêm của mình, cái này là xoài, sà keo, dưa hấu, cái này là ổi, mua trái ổi rồi luộc thử ăn ngon không. Cái này là cam sành, cái này là trái dải đó, rồi cái này là chôm chôm. Rồi bây giờ mình sẽ luộc hết tất cả các loại trái cây này thử coi nó ra làm sao ha. Các bạn bây giờ để cho cái nồi này á, các bạn nó mau sôi thì mình sẽ lấy cái nắp này mình đậy lại ha. Cái nắp này không phải của mình mà của cái nồi này. Ủa, nó bị ấy. Này giống như hấp bánh bao vậy. Ok các bạn, sau nửa tiếng mình luộc thì bây giờ để mình thử mở nắp ra coi nó đã mấy cái trái này nó đã chín chưa ha. Nó chín chưa? Ok. Quá trời luôn rồi. Nè các bạn, nó đang sôi nè các bạn, phải không? Mấy trái chôm chôm rồi nè. Nè các bạn thấy mấy trái dải nó chà bá nền luôn không? Nè nó bự hơn hạt nở nữa. Nó nở hơn lúc đầu luôn á. Nè cái trái này là mãng cầu nè, cái này dưa hấu không biết chín chưa, nhưng mà mấy trái kia là chín rồi. Cái này thanh long chín rồi nè. À, cái này bơm, cái này ổi, cái này xoài, cái này là trái cam sành. Để trái chôm chôm nó chín nó tái màu lại luôn. Nè mấy trái chôm chôm nó lúc đầu nó còn đỏ nè. Rồi giờ bỏ vô nó tái màu lại luôn. Lột trái cây thì một hồi chú Công sẽ hấp thử nó cái nồi này có nó cái mùi gì. Rồi bây giờ mình sẽ xẻ mấy trái này ra coi nó có cái ở trong ruột nó ra sao các bạn. Các bạn trái dưa hấu nó chín nó chậm nó sôi luôn nè các bạn, thấy không? Đó nè. Nè chỉ dao vô Công. Đó. Nè. Vậy là trong dưa nóng rồi đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xẻ trái thanh long đầu tiên ha. Để coi nó có gì trong này. Cũng bình thường thôi, nó có gì đâu. Mà nóng không? Hơi nóng mà. Thôi dạ. Ở ngoài cái vỏ này nó nóng các bạn, vậy là ở trong ruột nó cách nhiệt rồi mấy bạn. Trong ruột nó cách nhiệt rồi. Nóng à. Ở trong ruột nó nóng nhưng mà ngoài, ở ngoài cái vỏ này rất là nóng luôn. Ừ. Nè, gỡ ngoài vỏ chỗ này nè. Nè chỗ này nè Công. Trời ơi. Rồi bây giờ tới ổi nha các bạn. Ý, ổi luộc. Nó cũng giống như bình thường mình á bạn ơi, nhưng mà chưa biết cái khẩu vị nó mình ăn vô sao thôi. Nóng trời ổi thì nóng thiệt. Tại vì cái ổi nó không có cái lớp vỏ dày giống như thanh long ở ngoài. Cái này là mảnh cầu xiêm. Mảnh cầu xiêm nóng không? Nóng, bốc khói luôn nè bạn, bốc khói luôn không? Cái này là trái bơm. Xắt trái bơm thử lên sao. Lần đầu tiên ăn bơm luộc nóng mà bốc khói luôn á, các bạn thấy bốc khói không nè, bốc khói luôn á, nóng dã man luôn, nóng luôn. Cái này là trái xoài các bạn, trái thanh long nó mềm xè luôn. Ừ, trái xoài chỗ này nó bị chảy ra nè các bạn, nè nó gần các bạn xem nè, không chỗ này nó bị mềm nè, cái mùi xoài luộc đúng kinh dị luôn, nghe nó kỳ sao á. Để mình thử đây nghe nó. Này là trái cam luộc. Lần đầu tiên ăn cam luộc các bạn. Mình cắt ra đi một hồi mình sẽ thưởng thức coi cái vị nó như thế nào. Nóng. Và trái cam này nó hấp nhiệt dữ lắm. Rồi bây giờ tới trái dưa hấu. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Trời ơi, cái này. Trái dưa hấu này bị hư cái gì vậy? Không phải. Cái này các bạn, cái này hồi nãy mình để nó nằm ở dưới đít nồi á, thành ra nó chín lên tới đây luôn nè. Không phải nó chín mà mình luộc á. Rồi, trái dưa hấu như luộc nó không có vô tới trong ha. Nó nóng cái nó ở vỏ ngoài mà còn ở trong này nó vẫn ngắt các bạn. Nó nóng ở vỏ ngoài không à, vỏ ngoài nóng. Không dám ăn luôn. Rồi, đây là trái nhãn các bạn. Nó lòi ra ngoài. Rồi cái này là trái dải. Nó nông nước vô nó chà bá lửa luôn nè. Thấy không? Còn trái chôm chôm, không? Mày trái chôm chôm nè các bạn. Trái nó bị hư hả? Không. Đâu cắt ăn công chắc trái chôm chôm này làm hai, xẻ chôm chôm này làm hai luôn này. Nè. Thấy không? Tao để thử cái mùi nó coi sao. Trời cái mùi nó giống như đậu luộc vậy ba.
Mà giống như đậu lột vậy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ăn thử cái đống này xem cái mùi vị nó ra như thế nào. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ăn thử nhãn chứ đi. Nhãn hả? Nhãn hả bạn? Nhãn luộc. Muốn ăn cái mùi vị nó ra sao nữa? Cái mùi kỳ lắm, kỳ luôn á. Ngon. Giống mình nhãn thấy nha. Giống mình nhãn mình thấy thôi mấy bạn. Bùi bùi. Nhãn luộc ngon các bạn ơi. Tự nhiên cái nhãn nó nóng cái miệng như ngon ngộ sao. Ngon thì mình thử cái nữa. Ba thử cái giải nè. Ba. Này cái giải nè. Cái giải hồi nãy chút xíu mà luộc nó bung càng hay nè. Thử đi. Này bạn nha. Trời ơi, nó cái này giống như nó mềm mà giống như cơm rượu luôn á. Nè. Ha. Đó. Nó giống như cái mùi à. Nó giống cái mùi đậu bắp luộc các bạn. Không ai. Cái mùi đậu luộc. Cái mùi đậu luộc. Trời ơi. Ủa sao nó đắng đắng vậy ta, phải không? Nó đắng đắng. Chua chua. Nó chua nữa, nhưng mà cái giải này nó thử siêu thị là ngọt luôn. Nhưng mà biết tự nhiên về như luộc nó ra nó ngọt các bạn. Nó chua mà nó đắng nữa. Cái vỏ, tại cái vỏ nó ra. Không. Ăn cái chim chôm. Cái này ăn được. Ăn thử cái chim chôm. Cái chim chôm hồi nãy mình mua đã làm luôn mà. Từ giờ mà luộc lên cái nó xong xong nó. Chim chôm nè. Thử nha. Nè. Nó không còn cái mùi chim chôm nữa. Chim chôm ăn cũng nhãn nha, ngon. Chim chôm ăn tạm được. Mà nó không còn cái mùi chôm chôm. Mất đi cái vị ngon của chôm chôm luôn. Bơm đi. Nói chung ăn rất là ngộ luôn á. Bơm. Lạ, lâu mình ăn lạ không bữa. Bơm. Cái này là bơm nè bạn. Bơm á, bơm Mỹ. Bơm mày xưa mấy bạn, mấy bạn lấy dao, mấy bạn mới dò ra được không? Bây giờ mình luôn, không lấy dao là mình lấy tàm lọc luôn rồi. Tàm lọc giống như lọc Hà Lan vậy. Nè, thấy không? Nè, giống như lọc Hà Lan với lọc cái mì vậy. Lọc cái vỏ luôn nè. Thử nè. Vẫn giống cái mùi đậu luộc. Vẫn giống mùi đậu luộc. Trời, công nhận nó lãng dã man luôn trời. Cái mùi đó ăn được rồi. Cái mùi nó lãng dã man luôn á. Rồi bây giờ dưa hấu. Thôi mình thả mấy trái nhỏ trên đây, trái cam nè. Trái cam nè. Đi sao? Dưa hấu nó chưa có chín tới ở trong rồi, ăn nó dễ. Nè. Vẫn còn cái mùi cam này. Vẫn còn mùi cam. Nó đắng quá. Đắng hả? Đắng không? Đắng dữ không? Nó ngát à. Hai đứa lột ăn muối thôi. Nè, lột một muối nè ăn thôi. Bà ơi, nó chua mà nó đắng. Ây da, nó nóng. Nóng dã man luôn á. Chua mà nó đắng. Trời trời trời, nó chua dã man luôn trời. Hình như là mấy cái trái cây này là luộc á. Luộc là cái nó ra cái nước ngọt hết trơn rồi. Bữa nào mình làm trái cây chiên thử được không? Nướng rồi đây. Nướng tất cả các loại trái cây bữa nay luộc, bữa sau mình nướng đi ha. Nó chua lè chua lét luôn nội ơi, nó chua hơn giấm nữa. Này mấy cầu sim. Mấy cầu sim luộc. Mấy cầu sim bình thường ăn ngon đó, nhưng mà không biết luộc anh ăn sao. Được, em đem bỏ chó luôn. Nãy giờ là mình chỉ thấy có nhãn với chôm chôm là ăn đỡ nhất thôi. Trời ơi, luộc cái mùi nó nghe hôi, hôi gình nè. Mấy cầu sim bình thường lột ra thơm lắm. Hôi ha, cái mùi nó hôi nè. Nó hôi giống như cái vỏ, luộc cái mùi vỏ thấm vô trong á. Ăn cũng được. Được gì ăn cầu lai chứ mày. Được gì. Trời, tôi mới đang ăn cái gì luôn á. Cái gì kì vậy? Ôi, không được. Sai. Sai. Trời, mình lấy miếng này xé làm hai đi. Rồi. Hình như nó bị chói nắng như ta. Chói nắng á. Nè các bạn, xoài, ăn thử miếng xoài đi. Nó vẫn còn cái mùi thơm của xoài. Vẫn còn mùi thơm của xoài nhưng mà không biết ăn sao. Trời, nó mềm mềm như chao vậy ba. Nó tự nhiên nó nhũng nhũng giống như cái... Nè. Nó chua. Giống như chao vậy. Rồi, bây giờ tới thanh long. Bữa nay mình luộc đi, nữa mình chiên. Mình chiên xong rồi mình nướng rồi xong rồi mình xào ha, làm đủ cái món luôn. Nè, thanh long nè. Không có mùi, tại vì cơ bản bình thường thanh long là nó không có mùi sẵn rồi. Được. Vẫn còn cái vị thanh long các bạn. Ăn được. Thanh long luộc ăn được các bạn. Hồi đó giờ mình quen trái cây mà nó lạnh lạnh này. Tự nhiên giờ ăn nó mắm trong miệng kỳ quá. Ổi hả? Nghe chú Công đồn ổi luộc ngon lắm. Mọi người thấy ăn không ngon, đập nguyên cái nồi chú Công nè. Vẫn còn mùi ổi. Ổi luộc nó vẫn còn mùi ổi. Chứ không như mấy cái mà mấy cái này là mất mùi hết trơn. Ổi luộc còn mùi ổi. Thử ra. Ngon lắm, ai bắt nữa. Trời, ngon con khỉ luôn kia. Bạn nó ngon lắm. Cái mùi nó gì kỳ luôn mà. Cái mùi nó giống như là các bạn ăn ăn cái gì ta. Không biết diễn tả sao luôn mà. Nói chung là nó kỳ lắm, đừng làm. Rồi giờ tới dưa hấu. Cái nào muốn chín với chúng ta ngày hôm nay nè. Dưa hấu luộc.
nó chính là tại vì nó bự thôi chứ không phải là cái gì. Không giáo giáo mày được tại vì luộc nó chưa vô tới trong. Nhưng mà cái vỏ nó mềm xèo à. Trời ơi trời 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 sao đứt ngửa chỏ luôn chứ không. Nè này, cái vỏ nó mềm xèo à, bạn thấy không? Nè. Đó. Vẫn ngon mình hơn. Bá đạt. Chỉ có cái gì của nó ngoài nó hơi mềm thôi. Cái gì ngoài nó hơi mềm. Nhưng ở trong vẫn ăn được. Ngon. Vỏ nó luộc 30 phút ăn vẫn ngon. Mà dù nó hơi ấm mắm đó bạn. Nó ấm mắm. Rồi, ok. Các bạn xem video đừng quên bấm like, bấm subscribe để ủng hộ channel của mình. Chú Ba, quần bông thì chú Công, quần què sẽ làm thật nhiều món ăn tào lao với đâu, không? Tụi là chú Công tào lao á. Rồi, hẹn lại các bạn trong video những món ăn bá đạo làm sao. Bye bye, see you again.